Cuối cùng thì sản phẩm rất đáng được mong chờ trong cuối năm 2024 này chính là DJI Neo cũng đã ra mắt anh em ạ. Thì trên tay mình đang cầm đây là hai bản, một là bản đơn của DJI Neo, hai là bản combo nhé. Đây là một cái sản phẩm online giữa FPV và Flycam. Thì hôm nay mời anh em cùng mình đi unbox hai cái bản này nhé. Anh em có thể thấy là DJI Neo này sẽ có hai phiên bản, một bản đơn, một bản tay cầm điều khiển anh em nhé. Bản này bản combo có điều khiển luôn. Thì cái bản đơn này nó sẽ không có điều khiển. Và theo thông tin mình được biết thì con này sẽ kết nối với điện thoại để anh em điều khiển trực tiếp trên app nhé. Và nó có những cái nút chức năng bay thông minh ở trên thân này để mọi người cho bay tự động. Còn cái bản combo này nó sẽ có tay cầm điều khiển và có 3 pin nhé. Bây giờ thì mình sẽ unbox từng cái phiên bản ra. Ok, trước mắt là unbox bản đơn anh em. Thì mọi người để ý là trên này nó có một cái seal này. Khi mọi người bóc ra thì nó sẽ mất seal nhé. Đấy, cả hai bản là nguyên seal. Đây là bản đơn anh em. Bản đơn thì thứ nhất là nó sẽ gồm một con flycam này. Con này nó gọi là con FPV cũng đúng mà gọi flycam cũng đúng anh em ạ. Cái này nó là live nhé. Đây mình sẽ xem nó gồm những cái gì. Thứ nhất là một body này. Thứ hai là sẽ có sách hướng dẫn anh em nhé. Một túi này, túi sách hướng dẫn này. Cái thứ ba là một túi chống ẩm anh em. Đấy, hết rồi. Còn đây sẽ là hộp phụ kiện này. Hộp phụ kiện của nó sẽ gồm mình xem nào. Gồm cánh này anh em. Một cánh, hai cánh. Ok. Một tô vít. Đây là dây cáp sạc nhé. Cáp sạc thì hai đầu là cổng Type-C. Hết rồi. Đấy thì khi mọi người mua bản đơn nó sẽ chỉ gồm như này thôi. Một body, rồi thì dây cáp sạc, sách hướng dẫn, hai cái cánh dự phòng, chống ẩm các kiểu. Pin thì có sẵn ở đây rồi anh em nhé. Đấy. Còn tiếp theo mình sẽ unbox đến cái bản combo. Bản combo của nó đây anh em ạ. Bản combo này thì nó nặng hơn khá là nhiều anh em. Nặng hơn rất là nhiều luôn nhé. Mình sẽ unbox. Box siêu này. Đây, bản combo bên trong sẽ gồm những cái gì? Thứ nhất đây là một cái hộp phụ kiện. Đây là một cái khay đựng pin anh em ạ. Đốc sạc 3 pin. Thì đã có một pin ở trong máy, còn hai pin ở ngoài đây với một cái đốc. Một đốc đây anh em nhé. Một đốc sạc 3 pin này. Rồi thì đây sẽ là có tô vít. Đây là cáp sạc. Đây là cáp kết nối cổng Lightning iPhone ấy. Tiếp đến sẽ gồm một tay điều khiển này. Tay điều khiển này mình sẽ unbox ra xem là tay điều khiển N1 hay N2. Thì đây là DJI RCN3 anh em ạ. RCN3 nhá. Bình thường cái những cái dòng đời cũ là N1, lên dòng sóng O4 sẽ là N2. Đây là N3. Khả năng cái tay khiển này nó chỉ kết nối được cho con Neo thôi anh ạ. DJI RCN3 này. Đấy, khả năng là chỉ cái N3 này chỉ kết nối cho cái con Neo này thôi. Tay khiển rất là mới nhá. Rồi thì một body này. Body cộng pin luôn này. Đây sẽ gồm túi hướng dẫn này. Rồi thì sẽ có thêm hai cánh dự phòng. Nói chung là cái bản đơn với bản combo thì nó sẽ khác nhau là có thêm cái điều khiển N3, DJI RCN3 này. Rồi thì sẽ có thêm đốc sạc 3 pin anh em nhé. Sẽ có thêm đốc sạc 3 pin nữa. Đấy. Còn lại thì tất cả nó vẫn giống cái bản đơn. Rồi bây giờ cái phần mong chờ nhất đó chính là con DJI Neo này. Unbox ra và review kỹ cho anh em xem là nó có điểm gì đáng chú ý nhé. Thì đầu tiên anh em có thể nhìn thấy đây là một sản phẩm online giữa FPV và Flycam nhé. Cái thân hình của nó thì nó giống như là FPV. Nó có những cái cánh cố định ở bên ngoài này, có lồng bảo vệ cánh này. Nó như con DJI Avatar nhé, bay an toàn. Đấy thì cái thân hình của nó giống như là một con FPV, nhưng mà nó lại được kết hợp với tay điều khiển DJI RCN3 này nhé. Thì cách bay của nó sẽ có một phần giống như là Flycam. Thì cái sản phẩm này cầm trên tay khá là nhẹ anh em ạ. Theo quảng cáo nhà sản xuất thì cái này nó có trọng lượng là 135g.
Đấy, anh em thấy thân hình của nó khá là bé, tuy nó nhẹ nhưng mà mình cầm cảm giác của nó vẫn khá là chắc chắn anh em ạ. Đấy, chất liệu thì cao cấp, cầm không hề ọp ẹp, không hề gọi là đồ chơi. Rồi, mọi người có thể nhìn thấy ở trên cái phần lưng của nó sẽ có một, đây là nút nguồn nhé, còn đây là cái nút để mà anh em thực hiện những cái chế độ bay thông minh. Đây thì ví dụ như ở chỗ này, đây là cái biểu tượng mà bay thẳng đứng lên trên này, đây chắc là bay vòng tròn này, đây khả năng là bay gọi là active track anh em ạ, active track đuổi theo chuyển động, đây là bay xiên này, đây cũng là bay vòng tròn, đây là bay elip, đây bay elip, đây bay vòng tròn này, đây là khả năng là bay cái chế độ này mình chưa biết, đây là mình đang phỏng đoán anh em nhé. Khả năng đây là cái đèn hiển thị mức pin chăng. Còn ở phần sau đuôi này sẽ là một cái cổng sạc Type-C, cổng sạc Type-C anh em nhé, để sạc pin. Viên pin thì sẽ lắp ở bên dưới bụng này, đây mình sẽ kéo ra, viên pin lắp ở dưới bụng nhé. Đây là chấu pin đây anh em. Viên pin này có dung lượng là 1435 mAh, theo quảng cáo nhà sản xuất là cho thời gian bay lên đến tầm 18 phút anh em ạ. Đấy, theo quảng cáo của nhà sản xuất. Và mình nhìn thấy ở phần dưới bụng của nó sẽ có cảm biến bụng này, cảm biến bụng này nên là nó có, sẽ có chức năng gọi là giữ vị trí khi bay ở trong nhà hoặc là bay ở những cái môi trường mà GPS yếu, thì sẽ có cảm biến hồng ngoại, cảm biến quang nhé, hai loại cảm biến kết hợp để mà giúp flycam bay ổn định, giữ vị trí tốt hơn. Đó, bây giờ đến cái phần nắp gimbal anh em, mình sẽ tháo cái nắp gimbal ra nhé. Đây, như anh em để thấy là cái camera này nó sẽ có gimbal chống rung một trục, tức là cam nó sẽ lên xuống như này này. Đấy, bởi vì con này nó chế độ bay như FPV nên nó chỉ có chống rung một trục thôi. Những cái thao tác mà khi anh em bay nghiêng rồi thì nhào lộn các thứ nó cũng sẽ bẻ theo flycam nhé. Về cái phần động cơ của em DJI Neo này mình thấy nó khá là bé anh em ạ. Đây, bởi vì thân hình nó bé nên chỉ cần một cái động cơ bé ở đây. Mình sẽ có hai cánh dự phòng và tất cả các cánh quạt nó sẽ được bọc ở trong cái lồng này nên mà bay rất an toàn. Anh em có va chạm gì vào đâu thì cũng không ảnh hưởng động cơ nhé. Đây nó là sự kết hợp giữa FPV và flycam. Thì ở những cái video tiếp theo mình sẽ test các chế độ bay của nó cũng như là trải nghiệm bay xem có ok hay không anh em nhé.